thực hiện cái kế hoạch của ban giám đốc công an tỉnh, kế hoạch của công an thành phố, đơn vị cảnh sát giao thông công an thành phố, chúng tôi tiến hành huy động toàn bộ lực lượng tập trung đảm bảo an toàn cao nhất cho cái cuộc thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm nay. Chúng tôi đã tiến hành huy động lực lượng làm công tác trật tự công cộng, giải tỏa ùn tắc giao thông cả vòng trong và vòng ngoài, bao gồm lực lượng gồm các cái chốt vòng ngoài, chốt tuần tra kiểm soát lưu động, cái chốt chỉ huy điều khiển giao thông và các cái vị trí cắm chốt tại các cái điểm thi trên địa bàn thành phố.